Hello, xin chào cả nhà nhé. Hôm nay em sẽ lên cho 5 con bếp ga mẫu Paloma và Rinnai nha mọi người. Ba con Paloma, 2 con Rinnai. Thì bữa nay em không có test bếp nha. Nói chung là mọi người cứ lên theo dõi xong thì em sẽ con nào nó trước khi chuyển đi thì em mới test hết, chỉnh lửa và test bếp hết kỹ lưỡng em mới chuyển đi nha mọi người. Chung mà mấy con hàng này là hàng rất là chức năng nè, không full rồi này ha. Con này có nút 3 giây và 180 độ và chức năng nấu cơm. Ngoài hình con nó thì có chày nè nha mọi người. Đây em cắm rồi cho mọi người xem nha. Đó, có chày sơ, bên này chày nè, có góc chày đây. Nói chung thì chày thì nó có những cái khuyết điểm thì em sẽ bán nó hạ thấp xuống tí xíu nha. Còn bên trong đồ thất nó thì có chất lượng nó thì mọi người yên tâm. Đây rất là đẹp. Ta xin báo mọi người cái chỗ này nè, hai cái chia lửa này nè, là cái này là em có nó có chày chày em đánh nó dặm sơn tí xíu này nha mọi người. Này là màu sơn mà sơn chịu nhiệt 1200 độ nha, không có cháy được cái sơn này. Đây, vòng quanh này nè em có sơn nè, không chỉ cho mọi người xem luôn. Còn tất cả là nó cực là chất lượng. Thì những cái con nào nó có lỗi nhẹ tí thì em sẽ bán cái giá nó thấp xuống tới nha. Nói chung là cái này khay rồi lò nướng rồi nó còn rất là chất lượng này, không còn rất là đẹp nè. Con này là full nha. Rồi cái đấy em sẽ báo giá từng con cho mọi người nha. Con này là sản xuất tháng 6 năm 2017, mã số là BAN41, sản xuất tháng 6 năm 2017. Con này là em bán có cái giá là 3.300.000 nha mọi người. Hôm nay em báo giá là bao gồm phí ship luôn nha mọi người. Đây là em bao ship cho cả nhà nha. Con này chức năng rất là ok nhưng mà nó lại có cái vết chày cho nên nó rẻ xuống nha, 3.300.000. Rồi tiếp tục với con thứ hai. Đây là con thứ hai nha, một mẫu hết nhưng mà ba con là một mẫu nha mọi người, một màu luôn, một mẫu luôn. Thì cái chất lượng nó thì rất là giống nhau. Đây con thứ hai này, con có chày không? Bên này rất là đẹp luôn này, có một chấm nhỏ nha, nhỏ hơi gốc rất là nhẹ. Bên này chày sai chút tí ngay này ha. Bên này rất là đẹp, còn mặt đồ rất là đẹp nha. Hôm nay là miếng cũng còn rất đẹp luôn nè. Nói chung là hàng là máy hàng là không có một không có nồi nha mọi người. Con nào đẹp thì cái giá nó cao hơn nha mọi người. Con này chạy xa tí nè, bên này con chấm, bên này chạy góc nhẹ. Thì em để nguyên zin luôn nha mọi người. Trong nó thì rất là chất lượng luôn, trong là cực chất luôn nha. Đó. Chung là đảm bảo chất lượng. À còn cực đẹp cực lướt luôn nè. Nhưng nó có dấu chày nó rất là tiếc nha mọi người. Mặt nó là ok luôn. Rồi, em báo giá con này nha. Con này là ICN86, sản xuất tháng 3 năm 2018. Con này là em bán với giá 3.500.000 nha mọi người. Con này chức năng là giống con kia luôn, ba con này 180 độ nấu cơm. Chức năng 3S. Còn con này thì nó liền lạc hơn, đẹp hơn nha mọi người. Rồi tới con thứ ba. Và em cũng xin thông báo là cửa hàng bên thì nằm tại đường Thanh Niên Trung, phường Tảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Những ai gặp cửa hàng thì tới xem nó kỹ hơn nha, chi tiết hơn nha mọi người. Còn em quay thì mọi người chú ý theo dõi, thì con nào em cũng báo giá nha. Và cũng xin báo cho mọi người luôn, em không chốt đơn trên YouTube nha.
là số điện thoại em thì em để trên tiêu đề cũng như Zalo của em, những người coi kỹ thì muốn cách gì được kết bạn Zalo hoặc là số điện thoại em có để trên tiêu đề nha. Thì con này cũng chức năng bớt rồi, chế độ giống nhau hết nha mọi người. Con này mặt là liên lạc. Ồ, con này bên này nó chạy nha. Ha, cái lượng này thì nó có chạy, em để không sơn không phết vậy nha. Chấm chạy nhiều, con này chạy nhiều. Chạy nhiều hơn, mặt trước cũng chạy nè. Đây chạy góc nè. Con này chạy, bên này thì ít, bên này ở dưới này cũng con đường này này. Bên trong chất lượng thì mọi người cứ yên tâm. Hàng bên em là không có hàng một phần kỹ gì hết nha mọi người. Và bên ngoài nó có chạy suốt vậy đấy. Còn bên trong nó rất là ok luôn. Con nào nó giống con nào, có nhiều con mới hơn nữa thôi chứ còn tầm này là với mới hơn thôi chứ không có cũ hơn, không có rỉ nha. Không có rỉ không mục nha. Còn rất là đẹp. Đây cho mọi người xem hết nha. Xay nướng thì nó còn rất là cái gì. Lò nướng nè. Mình sẽ báo với mọi người những cái chỗ nào mà chà ở trong cái góc trong lò nướng này nha mọi người. Ở ngoài đây là chi nha. Ở trong này có chà, có sạch sơn nè ha. Chà sạch sơ tí, nếu mà cái chỗ nào chà thì anh sạch cái gì là cho mọi người xài nó được bền lâu nha. Chống rỉ xịt sơn chịu nhiệt 1200 độ C. Nên mọi người cứ yên tâm. Những con bé là nó làm mà làm rất là kỹ. Và chỉnh rửa tết rất là kỹ mới cho đi nha mọi người. Và con này thì mã số lên là 86B, sản xuất tháng 11 năm 2016. Con này thì ngoại hình nó hơi xấu nha. Ngoại hình nó có chày chóc nhiều, những ai mà thích mấy cái hàng rẻ trên mặt thì nó rất là đẹp, nhưng mà những ai mà không chơi ngoại hình thì giá nó rẻ. Con này lại bán với cái giá là 3 triệu nha mọi người. Này, sản xuất tháng 11 năm 2016, giá con bán con bếp này là 3 triệu. Thì nó có chày chóc nè. Nên những gì em chỉ rồi. Mọi người coi kỹ giùm em nha. Chày thì nó chày mà đẹp thì nó đẹp. Nói chung là chất lượng thì mọi người có chê. Rồi tiếp theo em lên hai con Rinnai hàng cực lướt luôn. Con này như lò nướng là chưa sử dụng luôn nha mọi người. Thì cái chất lượng của nó mới thì cực đẹp luôn. Đây. Hai con Rinnai. Không móp méo, không chày xước luôn nè. Quá đẹp luôn. À con này có chày nha mọi người. Đây. Em đọc kỹ cho mọi người xem cái nắp thấy chày không nè. Đây cắn nhẹ tới đây nữa, nó có chày thêm bao chày. Con này thì đời cực cao, hàng cực đẹp luôn, mà nó nắp nó lại chày nha mọi người. Đấy, nhiều lúc nó nhìn thì nó lật giật giật cái thôi, nhưng mà trong đây nhìn rất là đẹp luôn. Đây nó có đây nữa nè, con chấm này nữa nha. Thấy không nè, nó có chày men. Thì những cái quá trình vận chuyển nó cắn tiền, cắn đồ, cắn chày nha. Nhưng mà hàng nó thì trong cái này là như mới luôn. Khay nướng, vỉ nướng, lò nướng, con này là lò nướng này gì? Chưa xài nha mọi người. Không? Hàng nó như mới luôn nè. Men chiên còn nguyên luôn, chưa có xài. Còn bên trong nội thất. Con này đã ít xài. Đây, men chiên còn luôn, không chà không rửa luôn. Bên này thì cho ta nấu bên này nhiều hơn. Bên này chắc một hai lần nấu vậy, chưa nấu vậy này, bên này nó còn sạch tinh nha mọi người. Chưa nấu luôn nè. Đó, thì bên này hồi nãy em có chà sơ nè. Nó chỉ dưa nó tràn đây tí xíu là chỉ lau sơ cho đây thôi. Còn tất cả là con này chưa tháo luôn, bao zin luôn, không tháo, không chà rửa luôn. Lò nướng chưa sử dụng. Con này là lò nướng chưa sử dụng luôn. Rất là đẹp. Hàng cực cao đời. Hàng cực lớp đời cực cao luôn nè. Tháng 8 năm 2019 nha mọi người. Con này là lò nướng chưa sử dụng. Con này là em bán với cái giá là 3 triệu rưỡi nha. Quá đẹp luôn. Thì do nó có chạy cái nóc tí cho nên là nó em mua cái giá 3 triệu rưỡi nha mọi người. Con này thì do là nó quá đẹp, quá mới luôn. Vòng quanh ngoại thất nó chưa chạy. Vòng quanh không chạy, có cái nắp hơi chạy mấy tí. Rồi tiếp tục lên con một con riêng đây nữa, hàng cực đẹp luôn, cực lớn. Đây. Con này lò nướng chưa sử dụng nha mọi người. Là sử dụng một hai lần gì thôi. Chắc là chưa xài luôn, không thấy dơ.
trắng tinh luôn nha. Đây, con này có thứ ngoại hình vết chạy không đây. Mấy con này là cực lướt, quá mới luôn. Nó có cắn cắn nè, còn thấy có dấu cắn thôi. Cắn nhẹ tí cái này lôi ra, lôi ra được đấy. Ủa, quá đẹp luôn, quá đẹp luôn nha mọi người. À, cực đẹp luôn. Còn con này nắp cũng đẹp luôn. Này, bên trong nó thì phổi che rồi, phổi với bạc. À, thì bên này có xài này, nước men gì nó còn em không đánh không trà nè. À, những cái con mà nước men gì nó còn thế này là em không phải trà, nó là nó còn rất là mới nè. Con này người ta ít xài. Ô, con này đẹp quá trời đẹp luôn. Bên hông bên này nó có một hai cái dấu như nó cái giận giận nó nhẹ thôi nha mọi người. Con này là quá đẹp không trời xước. Ủa, cái sản xuất 2016 mà nó là quá đẹp luôn. Con này nó còn đẹp ngay với con 2019 nè. Rồi, con này em bán với cái giá là 3,5 triệu nha mọi người. Tuy là nó 2016 nhưng mà hàng nó lại đẹp, màu trắng sữa rất là đẹp luôn. À, bên em thì nhận ship code toàn quốc nha mọi người. Ship code có cọc. Đây, con này là ship code có cọc, có nghĩa là như bếp ga này thì cọc 500.000 thì em sẽ cho bếp nó đi. Em mới đóng hàng đây, bên em là thông báo với cô chú chị mình, bên em là không có cho không có code 100% nha, mà phải có cọc. Như bếp chẳng hạn như bếp ga là phải cọc 500.000, mấy con này là 500.000 thì em mới cho đi nha. Tránh tình trạng những anh chị mình nào mà tới hàng đúng mà thích nhận là nhận, không thích thì thôi nha mọi người. Bên em đúng hàng thì nhận, không đúng hàng thì trả lại, em hoàn tiền lại 100%. Mà đúng hàng của chú anh chị mình không muốn nhận thì em sẽ tính cái phí ship ra, còn dư bao nhiêu thì em chỉ trả lại đầy đủ nha mọi người. Mọi người cứ yên tâm là nếu mà đúng hàng mà cô chú chị mình không nhận thì cô chú anh chị mình chịu tiền ship, còn mà không đúng thì trả lại, em chuyển trả đủ 100%. Bên em là bảo hành bếp ga là 1 năm nha mọi người. Bên em là chuyên bếp ga, bếp từ, nồi cơm điện, nồi áp suất, máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh. Cho nên cô chú anh chị mình hãy dùng cho ai có sở hữu, những ai mà gần khu vực mà gần nhà em ở Biên Hòa, Đồng Nai, gần ngã tư Cây Sung, những ai mà tới nhà mà trước tiên mình muốn mua cái món hàng nào đó thì mình hãy điện trước nha mọi người, hãy điện cho em cái món đó còn hay không, hoặc là tới lựa thì tới tự do. Nhưng những ai những có những anh chị nè tới cái là cái món đó còn không là lúc đó em bán rồi thì mất công cô chú chị mình tới, mà cũng vừa mất công em tiếp nữa cho con không được gì. Những ai mà muốn mua hàng hay là đặt cái hàng cái tầm bao nhiêu tiền, hàng cái mẫu nào thì có lẽ là ví dụ như bên em còn rất là nhiều nè nha, hàng chưa vệ sinh không cô chú anh chị mình, thấy hàng còn rất là nhiều, hàng chưa vệ sinh. Em có đặt cái tầm giá bao nhiêu tiền thì em biết xem sẽ lựa cái con như thế nào thì em sẽ dọn dẹp cho mọi người không. Hàng anh em còn rất là nhiều, còn nhiều lắm nha mọi người. Rồi em cô chú anh chị mình có quan tâm theo dõi những ai mà yêu thích hàng nội địa Nhật thì hãy đăng ký kênh, thì hàng ngày em có thể là em lên em lên 1-2 con và có bữa là 4-5 con, đó là tùy khả năng của em nha. Em dọn dẹp vệ sinh xong thì em sẽ lên qua cho mọi người quan tâm theo dõi, thì hãy đăng ký kênh và cài chuông thông báo để cho mình theo dõi nó dễ hơn. Và những cô chú anh chị là mình nào mà tránh làm phiền, có đăng ký kênh rồi chống làm phiền thì cô chú anh chị mình tắt cái chuông thông báo nha, thì nó không có kêu, nó không có nhảy lên nha mọi người. Đăng ký kênh giúp em. À, em cũng cảm ơn tất cả mọi người quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt mọi người, hẹn mọi người video lần sau.